Tôi là cháu ông nè, tôi là cháu ông nè, tôi là cháu ông nè, ông làm gì thì làm đi, ông làm gì làm đi. Ây dạ. Ông đưa, ông đưa ngay nó cầm đây nè, nè nè, tôi cháu ông nè. Ê ê ê ê, trời ơi, cô ơi, tôi chạy theo ông luôn rồi, ông theo tôi nói luôn rồi. Bà trời, tôi nè, cháu nè, nó nghe gì đâu. Nam mô Di Đà Phật. Thấy không? Thấy gì? Ý là mà nói tao hỏi mày thấy gì không á? Không. Nghe tiếng mà. Cả nhà khó, cực kỳ khó ở nơi đây. Con quỷ che mắt này không thể làm được gì cả. Ủa? Trong máy thấy nè. Thấy gì? Thấy cái gì vậy? Thì mình ở đây mình mới thấy được chứ. Tao nói cũng như không. Ủa? Cút. Cút rồi. Cái gì? Sao đứng đó vậy? Rồi ai cầm máy vậy? Tao nè. Ai cầm máy kìa? Tao nè. Cút. Tao nè. Mày đang đứng cái đó đó. Ai cầm máy kìa? Ôi là trời. Thằng này. Cái con quỷ, con quỷ nó cầm máy á. Tao nè. Ê, gì? Nó lợn kìa. Nó lợn. Tao nè. Tao nè. Mua gì Phật? Mày qua đây. Ông bà ơi. Mày qua đây đi. Ông bà ơi. Tao không thấy nó mà tao thấy nó trong máy. Qua đây nè. Ông bà cần gì con giúp đỡ cho ông. Nó cần cái tao không cần qua đây nè. Ừ. Mày nghe lời tao. Tao nè. Bà cũng còn. Bà cũng còn đứng luôn. Mày nhìn tao nè. Nó giải cái bà tao bên đây nè. Đánh nè. Đánh nè. Đánh nó đây. Nó nhiều vong cũng lợi không? Tao nè. Đánh nó không? Nó làm gì? Nó làm gì á? Nó đây. Tao nè. Tao nè. Kiếm cái gì? Nắm tao nè. Nắm kìa. Nắm tôi kìa. Tao nè. Mày. Mày muốn giết tao gì? Hả? Tao. Tao nè. Nhớ tiếp. Ông tiếp nghe. Tôi vô quýnh ra. Ông tiếp tôi nghe. Tao nè. Không được. Nó mạnh. Tao nè. Cậu bên nè. Nắm lại tao. Mày. Mày.
luôn nè. Kỳ bà đẻ lưng không nhìn được. Ông ơi, bà đẻ tôi dưới nè. Ông nói này. Mày đâu? Nó đang làm xe tôi nè. Ông làm bên trên nói gì vậy? Mày mày thấy mặt mày không? Mày nè. Mày nè. Mày làm gì tao? Nó làm mày kiến cộng nè. Cái kiến này ông giữ mà. Sao vậy? Sao nó cầm cái kiến này vậy? Ôi sao nó không sợ? Mày có mày nè. Mày có mày nè. Mày nhìn mày giống trống nè. Tao nè. Nhìn kỹ đi. Thấy chưa? Làm gì? Đi ra đây. Để lên. Nó đó. Này. Gì trời. Sao mà ra? Cái gì? Tao mà mày nhìn sao? Tao mà nhìn, mày nhìn tao mà ra nó. Anh đâu biết. Có biết đâu thấy ông đứng đằng này mà ai cầm cam? Tao cầm á. Rồi này, ai đứng đó? Nó đứng với mày. Nó che mắt mày với chứ gì. Mày còn muốn vác cái cây mình một bữa thôi nữa. Ông kêu tôi quýnh quỷ. Nó kêu mày quýnh tao á. Đâu biết. Vác lâu mình bữa tao mày bữa cái đó mình khiêng tao về luôn. Ông kêu tôi quýnh nó đi rồi tao tiếp. Là quả quýnh nó tao tiếp. Nó kêu mày ý như vậy, nó làm không gì không được tao. Nó kêu nghe nó che mắt mày á. Đi đâu? Đi đâu? Người vậy đâu? Nói mày cầm cam đi. Mày làm gì cầm bơ với ông nhỏ? Nó về chưa tỉnh hả? Tao biết đâu. Là bên cái ủ là đó gì? Biết đâu à? Đi đâu đi? Cái gì đâu? Tiếp, không ổn mày về. Bình thường mà. Bình thường là sao phát hiện lơ lơ sao giống như cái không có tập trung được á. Cái đâu tập trung thấy bình thường. Cái gì vậy? Ui. Sao thối vậy? Không biết nữa. Thối cái mùi gì vậy? Có ổn. Cái này nè. Này thật chặt lắm. Ừ. Chịu nổi luôn á. Thúi hả? Ừ. Đừng có phát cái ủ mối không? Thúi tâm luôn á. Tao mày thử coi coi. Mày lại gần thử đi. Dạ. Mày lại gần thử đi. Thử đi nó thúi không? Chịu nổi luôn. Thúi dưa trời. Trời thúi dưa. Cái gì đen đen ở chỗ đó rồi? Ai biết đâu. Đụng mũi kìa. Cái gì? Đó là gì?
Ừ. Để ngồi xuống coi. Đó đi. Đừng có ngồi xe lâm, có gì nó xuất hiện tôi thấy. Ừ. Ê, sao lưng, sao lưng, sao lưng, sao lưng, sao lưng, sao lưng. Nó sao lưng cầm đó. Nó sao lưng cầm đó. Ê, sao lưng cầm đó, nó là. Không phải tôi. Không phải tôi. Ông nội tôi đây nè. Tôi nè. Con quỷ á trời. Con quỷ á. Nếu bây giờ á. Nếu bây giờ á. Nhà ngư á. Biết cái sai của người. Mày đi khác. Tôi này, tôi cháu ông nè, chứ không phải là nó là quỷ nó phải. Tụi tôi đến đây rất là nhiều lần rồi, khuyên nhủ tụi ông rồi. Thì tôi đâu có làm gì mà quá chớn hoặc là gây hại cho tụi ông. Nó đó. Đây, qua đây, lẹ. Nhắn cái này nè. Ui. Tôi nè, cháu nè. Ngươi muốn gì? Nhìn tôi thấy. Ta nói rồi nha. Lần này là lần cuối. Tôi cháu ông mẹ, tôi là người nè, cái con quỷ này là quỷ chứ mấy người. Ông nhìn kỹ lên coi. Tiêu ơi. Tiêu ơi. Sao mày không tiếp tao rồi đứng đó? Tù cháu. Nó mạnh quá mày ơi, không làm được. Tôi là cháu mẹ. Tôi là cháu mẹ. Tôi là cháu mẹ, ông làm gì tôi làm đi. Nó làm đi. Ấy. Như tao làm gì vậy? Tao làm gì đâu con người. Ông đưa ngay nó cầm đây. Nè. Nè. Tao. Mày. Nè. Tôi cháu mẹ. Ê ê ê. Trời trời. Cô ơi. Tôi chạy ông luôn rồi. Ông này tôi nói luôn rồi. Cô ơi. Tôi nè. Tôi đi nè. Mày đi xa tao nghe. Mày đưa cái đầu ra đây làm gì?
mái mổ đó. Chú ơi. Ôi, cái gì vậy? Mày vậy đó. Mày không hề lại che mắt tao để cho tao không thấy gì. Cháu tao bị giấu đâu, mày thả ra đi. Đủ rồi. Nó mua gì đâu. Ủa, nãy giờ mày trốn đâu vậy? Nó đâu? Tôi mới là cháu ông. Tôi là cháu ông nè. Sao nó giữ được? À, tôi là cháu ông của nó là quỷ. Nó là quỷ. Cái đầu kìa. Cái đầu. Đi. 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 Nghe tao này đi. Đâu có tiêu trời. Cô ơi. Cô ơi. Cô à. Trời ơi, bị che mắt nữa rồi. Nó che mắt sao mình cũng nhìn mình gần nó mà nó nghe mình mới ghê chứ. Ừ, kiếm đâu giờ trời, thấy nãy đi hướng qua đây nè. Ư ừ, cái gì vậy? Nó đi hướng qua đây nè. Cô ơi, cốt. Cô ơi, cô à. Cô ơi. Cô ơi. Cái gì trời? Cái gì? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Làm gì ở đây vậy? Nãy giờ ông đi theo con quỷ á. Cái gì? Nãy ông đi theo con quỷ quýnh tôi. Nó làm cho ông thấy tôi là nó và thấy nó là ngược lại là tôi. Điều khiển cái thân xác mày lại làm mày không thấy đường được. Tôi cũng không nhớ nữa, mà lúc nãy thì tôi thấy ông cứ đi theo tò nó hoài và cứ kêu nó là tôi không à. Mệt mình dữ.
ông bị điều khiển, ông bị che mắt đây. Vậy đang ở đâu vậy? Lúc đằng này cách đây đẳng khoảng 100 mét, đây tới cái đám cây đó khoảng 100 mét. Ông chạy theo nó mà, ông chạy theo nó tới đây, không biết làm gì ông ở đây. Ông đây được không? Mệt á. Nè nè nè. Tôi mới thấy lần đầu tiên luôn trời. Nó mới thấy lần đầu tiên mà ông nhìn ra tôi luôn, ghê. Nhìn con quỷ nha. Tôi nhớ rồi, cái lúc mà ông ngồi chắc nó cái gò mối á, là con quỷ sừng dài đó, nó lại không biết nó làm gì ông. Từ đó giờ ông không còn biết tôi nữa, mà ông biết nó không? Quỷ sừng dài, quỷ che mắt á. Mấy con quỷ này nó mạnh quá, nó đủ cách để mà làm cho mình. Nó khiến cho mình không thấy nó, nó khiến cho mình phải nhìn ra nhầm, giống như là người thân của mình phải nhìn ra thành con quỷ. Mà con quỷ á thì mình đã thấy là người thân của mình, và mình lại sát hại người thân của mình. Nó muốn giống như nó mượn tay của mình giết người thân của mình. Nhìn sao giờ, nhìn sao giờ, nó cứ làm cái chiêu trò này hoài, mình sao mình làm gì được đó. Đi qua đây tính. Tự nhiên cũng có tiêu chân ta. Tự nhiên đâu có tiêu chân. Tôi không biết tính sao luôn. Bây giờ đôi khi đứng sau lưng mình cũng không biết luôn sao làm gì vậy. Cô bà nói cúng đi. Qua đó cũng đi, cái này có mùi nặng lắm, chịu không nổi. Cũng cái mặt đây hay sao? Là cũng người qua bên gò mối. Này hả? Này hả? Đi. Ăn cái cây đi. Làm cái chiêu trò này mình bó tay luôn. Lần đầu thấy luôn. Yeah. Lần đầu thấy trường hợp. Ừ. Em nghe tài khoản tiếp. Cái gì
Đó, gần đây. Nè. Bánh đổ cho nè. Cái ông giữ mà. Có hả? Cái ông giữ mà. Quên cái tiền bạc không? Nhớ. Cái gì? Hồi nãy là cái gì? Bút lửa. Ừ. Ok, giờ tập trung vô cúng đi. Ê, bây giờ vậy nè. Bây giờ mình sẽ để cái kiến này lên trên này nè, ấp xuống. Khi mà đến nó hưởng hay là nó muốn dùng thì nó sẽ thấy lạ. Đôi khi nó sẽ lấy và nó coi thử. Thử không? Thử đi. Để, nếu mà nó tự nó lật lại thấy là nó sợ anh. Đủ không? Đủ không? Ừ, nó gút tôi, nó tôi gút 5 cây, cũng gút 5 cây à? Điếm 6 rồi chứ. Ừ, gút 5 cây à? 5 cây. Ừ, tôi cũng vậy đó, điếm 6, gút 5 cây à? Con mặt này. Thì cậu cháu chúng tôi từ xa có đến đây cũng như là mục đích thì cũng muốn giúp đỡ các linh đây thôi. Thì hiện tại về cậu cháu cũng đo cúng một ít bánh và nhang đèn, bia. Thì ông bà đến đây hưởng và có điều gì cần giúp đỡ thì xin xuất hiện và nói cho con biết. Chứ tụi con thì ngoại trừ biết đến đây để giúp đỡ thì không ngoài không biết làm gì hết. Cũng như là không có ý hại các ông linh đây. Hy vọng là các ông linh ông bà ở đây có thể cảm nhận được và đừng có làm dữ tụi con. Rồi đây. Giờ đi ra ngoài đi. Okay. Đi ngoài bỏ ăn đây. Mình bỏ đi. Mình bỏ đi cho nó từ đến nó hưởng. Hết viên hay gì? Không biết. Ủa? Rồi có đất nào à? Có cái nào thì chịu vô. Không biết. Tôi nhớ mở rồi mà. Để bà đi. Bây giờ đi ra ngoài đi. Dù gì cũng còn không biết mày đúng không? Ừ. Ê, ông cái giỏ quá. Ông cái giỏ. Đi còn nhé. Mô Di Đà Phật.
cái dương khí của mình cũng như là bị yếu rồi. Dương khí yếu thì nó kiểm soát mình như vậy, nó điều khiển mình. Đi.
Yeah.
Ê, có gì đó nghe. Có gì đó lạ nè. Cái kiến. Cái kiến sao nằm ở đây nè. Ừ, cái kiến rớt ở ngoài nè. Cái kiến nãy mình để vậy. Đúng rồi. Đúng hướng vậy luôn nè. Ừ. Mày chạy tới đây mà nó cũng nằm úp nữa. Ừ. Chứ có gì rồi nè. Ôi, nãy thấy cái này nó nằm ở đây không ta? Hình như ở đây á. Không, nãy có ông thấy nằm lúc đây nè. Không, nãy tôi đứng đây nè. Thấy không? Em dọn chỗ này đi. Mình đốt. Thì ông bà cô chú thì nãy giờ hai cô cháu ra ngoài cái nha. Thì không biết là trong này như thế nào. Nhưng mà có giống như là cái gương nè nó bị chuẩn bị xáo trộn chỗ này lên đúng đó, có gì đó nó không đúng như trước đây, trước khi mình cúng nó khác. Cái chỗ này cả nhà như ngày nào cũng mấy con ma karaoke nó cũng ca nha. Bởi tụi con nói chuyện mà biết mới được sẽ quá cái, nhưng mà tại sao lại có những cái điều mà nếu mà cái nó cầm được sao ta, không biết chứ tại sao mà nó như vậy nó để đây, thì nếu mà có thấy đi nữa thì nó đặt thì nó cầm đi, thì nó cầm được sao. Ê, cái gì ở trong kìa, cái gì trong đang lùi á, cái mặt đang lùi á, có hai sừng dài luôn. Gì? Thấy không? Ủa, cái gì kỳ vậy, cái gì kỳ vậy? Cái gì?
Ê, có gì vậy kỳ vậy? Ông này lạ quá cả. Lạ. Mày không thấy hả? Tôi thấy, thấy cái đường sườn lùi mà, thấy giống như là có hai sừng. Ừ, mặt đen, cái mình đen ngang đây nè. Nhưng mà thấy hình như là ông này có bạc bạc, tóc bạc bạc đó không ta? Tôi nhìn thấy có cọng trắng cọng đen, hình như râu hay tóc gì không biết. Đưa mặt kiến vô lửa ơi. Hết rồi. Hết rồi. Ủa sao kỳ ta? Có lẽ ông ta soi mặt cũng sao? Ông vô. Có nghĩa là khi mà sâu vô lòng thì những cái hình ảnh của ông còn luôn rồi trong cái kiến. Có nghĩa lúc nãy là có thể hiểu không? Còn luôn rồi cái hình ảnh của ông trong. Vậy là những con linh quỷ khác nó không cầm được, nhưng ông này cầm cầm lên coi được. Nhưng mà... bởi vì mới soi gương mặt cũng được. Thì thấy di chuyển cái kiến này cũng như rồi. Thì cái này có lẽ chắc phải về coi lại coi như thế nào. Nếu mà... Ui, trong đây nè. Cái gì? Nghe tiếng phát ra trong đây không? À... Ừ. Ê, ê, ê. Đừng quay lại, đừng quay. Sao? Ông nhìn trong ngoài mặt, mặt cũng cười mình cũng tét đây nè. Tét nó bằng tay luôn. Hơi hơi ừ. Nam mô Phật, thì cả nhà tụi con xin phép cả nhà, có thể là tụi con xin kết thúc video đây, tụi con về để xem lại cái gì đang xảy ra đây, nếu được có thể lần sau mình sẽ đem lên bự. Mình đặt cái gương lớn luôn. Cả nhà, chú con bắt đầu đi về. Dạ dạ. Cảm ơn cả nhà. Con về cả nhà ơi.